Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái clip khui hộp của sản phẩm Sigma 30mm f1.4 dành cho cái ngàm là Micro Four Thirds. Thì cái ống Sigma này nó làm hai ngàm, một cái là E-mount dành cho Sony E6300, E6500. Nếu các bạn muốn trong cái tầm tiêu cự khoảng 60mm quy đổi tương đương ra full frame là 60 á, thì các bạn có thể xem xét cái lựa chọn về ống Sigma này. Nó là một ống gọi người ta gọi là ống for đó, tức là ống của một hãng thứ ba làm. Thì vì là ống for cho nên là nó không có khớp giống như những cái ống chính hãng, nó bắt nét không có nhanh bằng hoặc là nó hay bị cái bệnh lệch tiêu cự. Nhưng mà từ hôm mình xài cái con Bana tới nay á, thì mình không gặp trường hợp đó. Hôm nay mình sẽ khui hộp cái Sigma này và mình so sánh nó với cái ống kit Panasonic 1260 đi kèm với cái máy Bana để cho các bạn thấy cái cảm quan về cái độ dài hay là hình thức của hai cái ống nó như thế nào. Thì đây là cái sản phẩm nhập về Việt Nam chính hãng của Siro, đây là tem bảo hành. Các bạn thì đây 52mm dòng ký hiệu là C, dòng contemporary đương thời chứ không phải là chữ art nha các bạn. Nó không có đến cái lens art. Là sản phẩm được làm tại Nhật. Mình thấy biểu tượng của chất lượng. Sigma thì nó nổi tiếng về những sản phẩm nét như dao rồi, rất là nét. Chụp hình nó nhất là F1.4 nữa. Thì độ sáng rất là cao. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đây cái phiếu bảo hành chính hãng, ống kính. Sau đó mình có cái gì đây, thẻ bảo hành bằng các ngôn ngữ khác. Rồi tem dán bảo hành sản phẩm, mình cũng chưa bao giờ phải dùng cái tem này. Rồi và cuối cùng là sản phẩm của chúng ta. Đây là cái hút để mình lắp vào, là bằng nhựa, khá là chất lượng. Thấy cái độ hoàn thiện của nó rất là bóng bẩy ha, rất là nhìn rất là cao cấp. Hút bằng nhựa thôi, nhìn cực kỳ cao cấp. Rồi bây giờ đến cái lens của chúng ta. Đây là cái nắp, là mở ra. Rồi, mình để sát vô cho các bạn coi ha. Đó, thì các bạn thấy cái độ hoàn thiện của nó. Đây là cái vòng zoom này, cái chỉnh tay rất là mượt mà, rất là nhẹ. Rồi, cái độ hoàn thiện của nó rất là nét, mỏng mịn mượt. Độ mở là F1.4. Chúng ta thấy là nó xuyên suốt qua bên kia luôn, rất là rộng. Cái đáy này thì nó, cái ngàm chỗ này là ngàm bằng kim loại, không phải bằng nhựa các bạn ha. Rất là chắc chắn. Đây là ký hiệu của các loại ống dành cho cái ngàm Micro Four Thirds. Các bạn khi mà mua ống này nhớ để ý, nhớ nhắc người bán là Micro Four Thirds nha. Không họ bán cho bạn cái email các bạn gắn vô không được. Email chỉ cần cho Sony thôi. Đây là tem C, tem ký hiệu chữ C. Dòng C chứ không phải dòng hạt. Như vậy quy cự, tiêu cự tương đương của cái dòng 30 này nó sẽ là 60 trên full frame các bạn. Một khoảng cách cũng khá là cỡ, bởi vì thường là 85mm mới là cái tiêu cự lý tưởng để chụp chân dung. Rồi chúng ta so sánh với cái ống 1260 thì chúng ta thấy cái ống 1260 ha, nó cũng bằng cái ống 1260. Nếu ta gỡ cái cáp ra thì hai ống bằng nhau. Đây là ống Bana 1260 nhưng mà độ mở là F3.5 cho nên nó chụp tối không có được tốt lắm. 1260 chúng ta coi cái độ mở, các bạn thấy là độ mở khá hẹp,
Nào, trong khi ở đây cái độ mở của con Sigma thì bạn thấy không? À, lấy sáng vô rất là nhiều. Lý do đó cho nên mình đã chọn con Sigma 30 này để mình chụp chân dung và để mình đi quay cảnh, nó sẽ rất là rõ nét. Về chiều dài thì hai cái ống có thể nói là khá bằng nhau. À, khá bằng nhau, nhưng mà về độ mở thì chắc chắn con Sigma này sẽ cho hình ảnh sắc nét bén hơn và sáng hơn rất là nhiều, chụp tối rất là tốt. Chúng ta khỏi phải nâng ISO. Rồi, hy vọng các bạn có sự chọn lựa ha. Khi các bạn đang ngấp nghé muốn mua con Sigma 30 f1.4 này, đây là một lựa chọn tốt. Thì theo một số cái review trên mạng thì Sigma này nó hơi, nó gọi là nó khi nó tìm tiêu cự nó hơi sệt, nó hơi lâu. Khi nó tìm đối tượng nó sệt hơi lâu chút xíu thôi, chứ nó không có nhanh như cái con Bana của chính hãng. Nhưng mà ngược lại cái độ mở của nó rất là bén, chụp tối tốt, độ nét thì căng. Bởi vậy nên chúng ta có thể lựa chọn nó, với là trong cái tầm giá nữa chỉ có khoảng 6 triệu thôi, hàng chính hãng tại Việt Nam. Đó, chúng ta coi lại chút xíu về cái độ mở ống kính. À, hai bên khác nhau rất là nhiều. Thấy nào? Rồi. Cảm ơn các bạn, cái video clip mà mình mở hộp sản phẩm đến đây là hết. Hy vọng gặp lại các bạn lần sau trong những cái clip khác.